Sáng ngày 1 tháng 5, Ban Liên lạc Tù chính trị Côn Đảo thành phố Hội An đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023 và giải phóng nhà tù Côn Đảo 1 tháng 5 1975, 1 tháng 5 2023. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí phấn khởi, thể hiện được tình gắn kết thân mật giữa các cựu chiến sĩ tù Côn Đảo. Đây là dịp các đại biểu và những người tù kháng chiến cùng nhau tâm sự, ôn lại truyền thống vẻ vang, đấu tranh bất khuất trong hai cuộc kháng chiến cứu nước. Trải qua những năm tháng chiến đấu cam go, ác liệt, nhiều chiến sĩ không may bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man. Tuy nhiên vẫn không thể làm lung lay ý chí kiên cường của người chiến sĩ Cộng sản, một lòng hy sinh, trung thành với Tổ quốc, nhân dân. Thời nay, mặc dù tuổi cao sức yếu, mang thương tật, nhưng những cựu tù Côn Đảo năm xưa vẫn luôn giữ gìn được phẩm chất tốt đẹp, tiếp tục đóng góp, cống hiến vào công cuộc xây dựng kinh tế xã hội tại địa phương, qua đó làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo và kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc.